Ngày 13 tháng 2 theo giờ địa phương, một chuyến bay của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách bất ngờ tìm cách lao vào buồng lái và cố gắng mở cửa thoát hiểm. Theo các nhân chứng thì tiếp viên hàng không và hành khách đã khống chế được người gây rối này và người này đã bị bắt ngay sau khi chuyến bay hạ cánh. Theo Reuters, sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 1775 của hãng hàng không American Airlines. Chuyến bay đang trong hành trình từ Los Angeles đến thủ đô Washington đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Kansas, bang Missouri vào chiều ngày 13 tháng 2 theo giờ địa phương. Trong thông báo sau vụ việc, hãng hàng không American Airlines cho biết chuyến bay 1775 đã hạ cánh an toàn xuống thành phố Kansas. Tổ bay đã xử lý các tình huống với kỹ năng và tính chuyên nghiệp cao nhất. American Airlines không bình luận về hành động của hành khách trên. Số vụ gây gỗ trong các chuyến bay đã tăng lên trong đại dịch COVID-19. Năm 2021, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã tiến hành hơn 1.000 cuộc điều tra về những hành vi này, nhiều hơn tổng số vụ trong cả 7 năm trước đó.